Lâu lâu mới có một ngày cuối tuần mà sáng hôm nay thiệt là su cà na, lần là những hàng quán quen trong khi trời không thôi rơi. Các bạn có muốn khám phá một cái buổi sáng cuối tuần của Phúc ra sao không? Lỡ có hẹn rồi cho nên đành phải đi thôi. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Địa điểm đầu tiên mà bà vợ dắt cho đi ăn là quán canh bún mẹ tôi. Một tô chỉ có 32 ngàn mà sạch sẽ, nhiều rau, đặc biệt là có riêu cua. Bún được để luôn vô trong nồi nước lèo, quán thêm rau muống, rau hẹ, rau nhúc cắt khúc rồi cho chả miếng, thêm viên tròn như là cục xíu mại vậy. Chan nước lèo vô là có thể thưởng thức rồi. Thực sự đối với Phúc, một tô canh bún ở đây 32 ngàn rất là rẻ và cũng chất lượng lắm nha. Điểm đập vào mắt Phúc là cái tô nhiều rau. Ở đây không có bỏ màu như nhiều nơi, nước lèo vị ngọt nhẹ nhưng mà ai thích ăn ngọt thì nên cân nhắc. Nhưng mà cái cục riêu cua thơm, sợi bún thì to lớn hơn sợi bún riêu nhưng mà nhỏ hơn sợi nấu bún bò kiểu Sài Gòn. Cái điểm trừ là rau nhúc hơi bị già cho nên kiểu rau muống tươi, hẹ tươi cái ăn cùng rau nhúc cắt viên bị cứng cho nên bị mất điểm. Topping thì mình có thể chấm với là chén mắm tôm, thêm nước me sa tế khuấy đều. Đặc biệt lưu ý là trong tô canh bún ở đây không có đậu hũ nha. Các bạn muốn ăn đậu hũ chiên thì quán sẽ bán rời một dĩa nha, có kèm theo chén mắm tôm, có sẵn nước khuấy lên có vị ngọt. Chấm đậu hũ giòn giòn ăn bao phê nha. Quán canh bún mẹ tôi nằm ở hẻm 115 xuyệt 62 đường Lê Văn Sĩ, cặp đường ray thì quán này đã bán mấy chục năm rồi. Ăn xong thì Phúc lại mò xuống xe trà sữa đủ loại full topping của cô Út ở ngay đối diện cổng hông trường Marie Curie quận 3. Đợt vợ Phúc giác quan giờ tự nhiên ghiền mấy cái loại topping giòn giòn sực sực ở đây rồi nè. Phúc làm luôn ly bự 30 ngàn uống cho mệt luôn rồi tính tiền vừa xong cái mưa cái ào, cái thôi dẹp mẹ luôn đi về.